quý vị, như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay, liên ngành tòa án, viện kiểm sát, công an, thanh tra, bộ đội biên phòng, cục hải quan, sở lao động thương binh và xã hội, cục thuế, cục thi hành án dân sự, cục quản lý thị trường, chi cục kiểm lâm, bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức sơ kết thực hiện quy chế phối hợp cơ quan liên ngành Đà Nẵng trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đến dự và chỉ đạo có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Sau khi nghe 12 cơ quan liên ngành thành phố báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia ký kết, qua đó kịp thời khởi tố 116 vụ án để điều tra, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, được giải quyết đúng thời hạn theo trình tự thủ tục hiện hành. Đối với những vụ việc phức tạp thì kịp thời tổ chức họp liên ngành để bàn thống nhất hướng giải quyết. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian đến, các cơ quan liên ngành phải cụ thể hóa thông tư liên tịch 01 của Liên Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hướng dẫn kiểm tra bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng tiếp nhận đơn thư của nhân dân, phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia tố giác tội phạm, đảm bảo mọi thông tin của các tổ chức cá nhân đều được xác minh xử lý đúng thời hạn. Thứ nhất là đề nghị liên ngành, chúng ta tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các cái chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Nhất là thực hiện nghiêm cái chỉ thị 26 ngày 9 tháng 11 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý vụ án, và cái hướng dẫn số 04 ngày 9 tháng 12 năm 2020 của Ban Bí thư về thực hiện chỉ thị số 26. Đề nghị lãnh đạo liên ngành cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy chế phù hợp một cách thực chất, hiệu quả, tuân thủ đúng các nguyên tắc đề ra, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế tồn tại đã được chỉ ra. Rồi tiếp tục hoàn thiện quy chế phù hợp để quy chế này thực sự là một cái cây gậy để mà giải quyết được những vấn đề vướng mắc khó khăn trong cái quá trình phối hợp xử lý những cái vụ án vụ việc. Cái thứ ba, Thường trực Thành ủy cũng đề nghị là các cấp các ngành và liên ngành tăng cường phối hợp để nhanh tiến độ điều tra, truy tố và đưa ra xét xử những cái vụ án dư luận đặc biệt quan tâm, các vụ án do Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi chỉ đạo.